Xin chào các anh em mình xem kênh ha. Nay cũng là đầu tháng 7 âm lịch thì em cũng chia sẻ với anh em về tưới phân định kỳ. Và em cũng trả lời thêm một cái câu hỏi của anh em là cái trường hợp mà cây của anh em nó bị kiểu như nó mắc diệp lục đó quý anh chị em mình. Ở cái phần trong lá già, ở phần trong lá già thì vẫn ok, còn những cái phần đầu lá non như thế này nè mà nó mắc diệp lục anh chị em mình ha. Thì cái hình cây của anh em để trên màn hình đó là anh em mình xem tham khảo cách mà khắc phục ha, vì đây là cái mùa mưa cho nên là anh em mình phải khắc phục ha. Anh em mình nhìn cây, những cái cây hữu đức green này nó đi bông rất là ok ha. Thì cái tưới phân định kỳ ngày hôm nay á, em cũng chia sẻ luôn ở cái sau khi em trả lời cái câu hỏi này quý anh chị em mình ha. Thì anh em mình thấy như trên màn hình đó là cái phần cây đó là nó mắc diệp lục nha quý anh chị em mình. Thì mắc diệp lục đó thì thường là nó hiếu cái ma dê anh chị em mình ha. Ở trên thị trường á, nó có một cái loại mà chuyên xịt cho những cái cây mà nó hiếu ma dê kẽm anh chị em mình. Thì anh chị em mình, anh em mình mua xịt nha. Đó thì em để cái hình ảnh của cái chai đó ở trên trên video á, anh em mình mua xịt ha, xịt như hướng dẫn sử dụng á. Cái đó là phần xịt nha quý anh chị em mình. Còn cái phần gốc như thế này nè, anh em mình vẫn cứ là anh em mình vẫn tưới bổ sung cái hàng trung vi lượng ha. Vẫn tưới bổ sung cái trung vi lượng. Anh em mình xem ha. Cái phần mặt này em đắp hôm Tết giờ mà anh chị em mình thấy này, để cám lên trên luôn rồi. Nó còn chỉ lớp trấu ở trên thôi, còn sợi dừa nó ôm hết ở dưới quý anh chị em mình ha. Mấy cây già mùa này nó như giờ như cái bánh bò á. Đấy, này chậu ráo rất là ok, bắt đầu mình tưới phân nó cũng rất là ok anh chị em mình ha. Độ ẩm trong chậu nó còn 20-30% này, tưới rất là ok nè quý anh chị em mình. Được cái chỗ em nay là qua nay nó và nắng á quý anh chị em mình ha. Ngày hôm qua nó nắng được ngày rồi ngày hôm nay nữa, cho nên là buổi chiều này 5 giờ hơn 5 giờ này bây giờ em tưới luôn anh chị em mình ha. Đó là cái phần mà anh em mình thiếu cái ma dê kẽm ha. Những trường hợp mà cây của anh em mà nó hiếu sắt, cái phần diệp lục tố nó chuyển qua nó còn cái gân xanh không á, thì anh em mình mua cái đó về xịt ha. Còn dưới anh em mình tưới bổ sung trung vi lượng nha. Rồi bây giờ mình vô cái phần tưới phân cho anh chị em mình xem, mình tham khảo nha. Nay cũng là đầu tháng 7 thì em tưới phân hôm nay cũng chỉ có hai loại em kết hợp với quý anh chị em mình ạ. Đây là những cái phần mai riêng em sẽ chút nữa em tưới luôn. Còn giờ em qua cái phần mai ghép để em chia sẻ với anh em mình tưới ha. Rồi mai riêng mai ghép đều tưới như nhau nha quý anh chị em mình ha. Đây, qua đây là phần mai ghép của vườn em. Thì mai ghép anh chị em mình thấy cái phần nụ nút kim ha. Thì anh em mình xem lại ở cái giữa tháng 6 âm lịch vừa rồi á, là mình tưới cái hàng những cái cây mà nó đã đủ tàn á, mà mình đi 3 số 17 mình cộng với siêu lăng kẽm, thì cái mức độ tốc hành của nó phát triển anh chị em mình ha. Vấn đề mà kim nụ nút cũng như là cái phần đọt đi thì nó vẫn đọt, nó vẫn đi nha anh em ha. Phần đọt của nó đi thì nó vẫn đi, nhưng mà cái phần mà chẳng hạn như cái kim lên thì nó vẫn lên. Như anh em mình thấy cái kim, mức độ kim nó lên thì cũng rất là ok anh chị em mình ha. Cái thời điểm mà đầu tháng 7 này thì anh em mình thấy cái cây nào to thì nó cũng chỉ tương đối là bằng cái ngòi viết anh chị em mình ha. Chứ không thể nào mà tháng 7, tháng 8 mà nó vô nó thành cái nút gạo được nha anh chị em mình. Cái nút gạo thì so với cái thời điểm bây giờ là nó quá to nha. Để anh em mình định hình lại ha. Để anh em mình xem cái mức độ mình đi phân thì ở cái thời điểm này nó cũng rất là nhặt mắt rồi quý anh chị em mình ha. Chứ nó cũng không có hưa như là cái năm ngoái. Cái năm ngoái thì cái chế độ mình phân á, thì cái năm ngoái mình đi nó hơi kiểu như là nó bị nhừng một tháng á quý anh chị em mình. Cho nên là mình đi đạm của năm ngoái nó hơi cao thì nó hơi hưa mất lá. Còn năm nay tính ra mình ghim cái đạm lại ha. Cho nên là nó vẫn là rất là nhặt mất lá anh chị em mình ha. Thì ở đây anh chị em mình ngày hôm nay em tưới phân á, em cũng chia sẻ thêm với quý anh chị em mình về cái phân HVB với lại cái hàng siêu lăng kẽm. Mình vẫn kết hợp hai cái hàng này để mình tưới đầu tháng 7 anh chị em mình. Anh chị em mình còn tưới phân nó tới sang tháng 8 nữa nha ha. Vẫn là hữu cơ siêu lăng và anh em mình tưới
ba số với lại siêu lăng, anh em mình cứ đánh xen kẽ như vậy ha. Còn hôm nay thì mình thì khi mà anh em mình đánh những cái liều đầu tiên mà nó loãng á, thì khi mà những cái liều mà những cái cây mà nó đầy đủ tàn như thế này á, thì anh em mình đánh cái liều nó hơi đặc một chút xíu ha. Vẫn đánh như cái hàng mình pha mình tưới như là cái nhà sản xuất á quý anh chị em mình ha. Ở đây cái thời điểm này mà anh em mình chỉ cần dỡ cái mắt lá lên á, là anh em mình thấy cái mức độ của cái cành cái nhánh của cái cây nào á, nó đạt là anh em mình biết ngay à. Còn cái cành cái nhánh của cái cây nào mà nó hưa lỏng mà nó không có ôm kim á, là anh em mình cũng sẽ biết ngay à ha. Cái dàn đọt này á, thì mình sang ví dụ như hôm nay mình tưới đi quý anh chị em mình ha, hôm nay mình tưới á, thì nó rơi vào khoảng tầm tuần sau á quý anh chị em mình ha. Tuần sau á, có thể là cái dàn cơ này, cái cơ của giữa tháng 7 này bắt đầu nó già là bắt đầu mình cắt lần nữa ha. Giữa tháng 7 mình cắt rồi bắt đầu nó đi thêm một cơ nữa là bắt đầu mình cho nó vô form luôn quý anh chị em mình ha, là mình không lấy đọt của từ tháng 9 cho đi nữa ha. Đó là những cái cây đủ tàn nha quý anh chị em mình ha. Thời điểm này mà anh em mình xem nó lên nè. Đấy, mình tưới phân thì tưới phân mà nó lên nó vẫn cứ lên anh chị em mình ha. Cho nên là cái hữu cơ hoặc là anh em mình dùng cái ba số thì anh em mình tưới nó luân phiên như vậy thì cái cây của anh em nó đi rất là ổn định phân ha. Đấy. Cái tuần trước mình cũng chia sẻ với anh em về mình bón lót á quý anh chị em mình. Bón lót cái hàng phân gà nén viên á ha. Thì cái thời điểm mà những cái cây nào mà nó còn hơi yếu tàn anh em mình dặm thêm thì nó cũng rất là nhanh đó quý anh chị em mình. Nó rất là nhanh ha. Cho nên là nó vào cứ cái giai đoạn nào á là anh em mình tưới cái loại phân đó thì cái cây của anh em nó phát triển rất là ok à. Ha. Ở cái cây đó em đang che cái vụ là cây đó nó bị gãy cái đọt mà em phải xả luôn cái cây phú quý đó để mà em ghép hoàn toàn hết đó quý anh chị em mình. Ha. Bữa nó gió nó dông mà nó bị tét gãy cái ngọn á. Cây đêm ghép này cũng tầm tháo bịch hết rồi. Vẫn còn hai cái bịch nữa mà phải chờ để em gỡ cái dù ra tối. Tối em vẫn gỡ cái dù ra. Còn cho nó ăn xương rồi ban ngày mình vẫn che lại để mình sợ nắng nó còn hai cái bo nó chưa có nhú á quý anh chị em mình ha. Đây mình xem lại nè. Lúc này thì nó lên ngồi viết cũng rất là ok quý anh chị em mình ha. Đấy. Lên ngồi viết rất là ok. Kẽm thì mình vô những cái cây nó như thế này thì nó rơi vào khoảng tầm tháng rưỡi có rồi anh chị em mình ha, một tháng rưỡi rồi ha. Một tháng rưỡi mình vô kẽm nó như thế này chứ nó rơi vào khoảng tầm 3 tháng, có thể 2 tháng rưỡi. Hữu Đức thì nó rơi vào khoảng tầm 3 tháng là bắt đầu mình tháo quý anh chị em mình ạ. Còn cái hàng mà chẳng hạn như cái bình lợi á, thì bình lợi theo mình dự tính thì nếu mà cây nào mình vô bình lợi thì nó rơi vào khoảng tầm 2 tháng rồi quý anh chị em mình ha. 2 tháng là bắt đầu mình tháo à, tại bình lợi nó cái tốc độ cái cành nó to nó mập nó rất là nhanh quý anh chị em mình ạ. Cho nên là tầm 2 tháng là mình tháo ha. Rồi, còn mức độ pha thì em cũng pha cái liều lượng của cái hàng HVB thì anh chị em mình pha như đúng liều hướng dẫn ha. Chẳng hạn như là anh chị em mình pha cho 1 lít HVB á, anh em mình pha cho 100 lít nước nha anh chị em mình ha, 100 lít nước. Còn còn cái siêu lăng kẽm này á, thì anh chị em mình phải pha cho một xô như thế này nè ha. Một xô như thế này anh em mình pha cho một nắp như vậy ha. Một nắp siêu lăng kẽm là được rồi. Đây, em cũng pha em tưới trực tiếp cho quý anh chị em mình xem. Ở chỗ mà anh chị em mình á, ví dụ như cái chỗ anh em mình mà đang ví dụ như mưa liên tục đi thì anh chị em mình cũng nên là anh em mình xem lại cái bầu chậu của anh em á. Ví dụ như mưa quá thì anh em mình cũng có thể là chậm hơn 1-2 ngày quý anh chị em mình ha.
Đây em pha một nắp như thế này nè quý anh chị em mình ha. Một nắp như thế này là với lại HVB để em tưới. Thì cái liều pha HVB anh chị em mình vẫn pha như cũ nha, vẫn là 1 lít HVB cho 100 lít nước ha. Rồi anh em mình lọc ra, anh em mình chiết ra những cái thùng nhỏ 20 lít như thế này á, thì anh em mình chia ra. Rồi anh em mình mỗi thùng như thế này anh em mình thêm một nắp siêu lăng kẽm này anh chị em mình tưới nha. Anh em mình khi tưới như thế này á thì cái thời điểm này anh em mình mưa nó nhiều, nó như liên tục như thế này á, thì anh chị em mình không cần phải xả nước đâu anh chị em mình ha. Ví dụ như nó rơi vào khoảng tầm tới ngày thứ ba thứ tư đi, ví dụ như ngày hôm nay anh chị em mình tưới rồi, ba ngày sau á mà anh chị em mình thấy kiểu như là nó không có mưa á, mà cái chậu anh em hơi ráo á, thì anh em tưới cho nó khoảng tầm 30% nước vô này ha. Chứ anh em mình đừng có tưới nó 50% hoặc là anh em mình tưới nhiều quá nó có thể nó chảy ra đứt chậu ha. Anh em mình chỉ tưới sơ khoảng tầm 3 đến 40% là anh chị em mình sẽ là cho cái phần nó còn ở trong chậu á ha. Rồi khoảng tầm một tuần sau cái anh em mình tưới nông nước cho nó. Cái ở đây thì trung bình vậy là cứ có mưa thì thôi, còn không có mưa là em cứ từng là em tưới cho nông nước một lần anh chị em ha. Tưới ụt cái chậu anh chị em mình ha. Đấy, chậu này là cái chậu chậu này là chậu 8 anh chị em mình, chậu 8. Hồi điểm này thì anh em tập trung đi vô kẽm nhiều ha. Vườn em thì chỉ có cúc họ Hương đồ, là hồi điểm này là em chưa có vô kẽm đó anh chị em mình ha. Hồi điểm này là chưa có tập trung vô kẽm. Đây qua cái này em cũng tưới luôn ha. Cái này anh em mình cũng chia theo liều lượng ha, chẳng hạn như những cái chậu nào mà nó nhỏ thì anh em mình tưới nó rơi vào khoảng tầm, ví dụ như chậu 7 anh em mình tưới nó khoảng tầm 3 lít nha anh chị em mình. Ở đây thì cái vàng chậu 8 thì em tưới ở đây nó tới 5 lít lần ha, 5 lít 40 trữ 5 lít lần. Còn anh em mình ví dụ như chậu 9 thì anh em mình tưới nhiều thêm tí nha. Rồi thì đó là việc của đầu tháng em chia sẻ với quý anh chị em mình ha. Rồi video đến đây em cũng xin tạm dừng, xin chào và hẹn tất cả quý anh chị em mình ha. Để ngừng máy đây rồi bắt đầu em tiếp tục em tưới cho vườn em nha. Rồi xin chào hẹn em những video tiếp theo nha.